Ngày 21 tháng 4, trường tiểu học Phố Cò tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Đây là đơn vị được chọn để tổ chức làm điểm cấp tiểu học của thành phố Sông Công. Buổi lễ đã thu hút sự tham gia của các em học sinh trong toàn trường với nhiều hoạt động phong phú như quyên góp sách, truyện vào tủ sách dùng chung và ủng hộ cho học sinh nghèo, tuyên truyền giới thiệu về sách, thi trưng bày sách, thi kể chuyện theo sách. Ban tổ chức cũng tiếp nhận sách tài trợ của các đơn vị cá nhân ủng hộ cho nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4. Cùng với trường tiểu học Phố Cò, 100% trường học trên địa bàn thành phố cũng sẽ tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Khi chuẩn bị thì bọn em cũng có chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà khi mà thi xong thì em cảm giác câu chuyện này là một câu chuyện nó rất là có ý nghĩa sâu sắc với Bác Hồ. Em cảm thấy rất là vui. Thông qua cái việc tổ chức cái Ngày sách và Văn hóa đọc này thì góp phần là tăng cường cái việc đọc sách cho học sinh ở các nhà trường và hình thành cái thói quen đọc sách đối với lại học sinh, và đặc biệt là phát huy cái vai trò của thư viện ở trong nhà trường, đặc biệt là đối với các trường tiểu học thì cái thư viện thân thiện là một cái môi trường đọc sách rất là tốt đối với học sinh, và cái việc qua cái việc đọc sách thì sẽ nâng cao cái chất lượng dạy và học đối với các nhà trường. Hiện nay, 19 trên 19 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sông Công đều có thư viện trường học. Các nhà trường đã cơ bản đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm cải tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách dưới nhiều hình thức như thư viện lớp học, thư viện xanh, thư viện thân thiện, giúp các em hình thành lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử có hại cho sức khỏe và mạng xã hội thiếu kiểm soát ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý. Hàng năm, nhà trường cũng đã phát động cái phong trào đọc sách để nhằm khơi dậy các em cái ý thức tự giác đọc sách, tự nghiên cứu, tìm tòi những cái vốn kiến thức, những cái vốn hiểu biết và kỹ năng sống từ trong những cái cuốn sách trong thư viện của nhà trường. Và đặc biệt là trong cái tình hình giai đoạn hiện nay thì cái việc mà khuyến khích các em tự đọc sách là một hoạt động hết sức quan trọng. Bởi vì các em có thể tự đọc sách để tự học, tự nghiên cứu và tự hình thành cái kỹ năng và cũng như kiến thức học tập cho mình ở nhà cũng như là ở lớp của mình. Đọc sách không chỉ đơn thuần là để tiếp nhận thông tin, kiến thức mà còn là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc. Vì vậy, xây dựng văn hóa đọc sách là rất cần thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh mà còn giúp tích lũy tri thức, kỹ năng sống, hình thành nhân cách đẹp.